không phải trương lăng hách hay vương hạc đệ đây mới là người một lòng một dạ với bạch lộc nam diễn viên này không ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho bạch lộc bạch lộc vừa tham dự đêm hội tầm nhìn webo 2023 và nhận giải nợ diễn viên có sức ảnh hưởng của năm sau sự kiện ngoài tạo hình xinh đẹp thì khoảnh khắc bạch lộc hội ngộ nam diễn viên vương tinh việt cũng thu hút sự chú ý từ phía cư dân mạng vương tinh việt có thể nói chính là fan cường số 1 của bạch lộc trong giới giải trí và không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình dành cho đàn chị lời chia sẻ đã theo dõi Bạch Lộc từ năm 17 tuổi của Vương Tinh Việt cũng chiếm định top hot search mạng xã hội Weibo sử chung. Cụ thể nam diễn viên cho biết, tôi đã theo dõi chị Lộc từ năm 17 tuổi khi đối mặt nói chuyện với chị Lộc, tôi không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Có thể thấy Vương Tinh Việt hoàn toàn tin tưởng Bạch Lộc, cảm thấy Bạch Lộc là kiểu người rất chính trực, tốt bụng, ấm áp và quan tâm tới người khác. Cư dân mạng gọi đùa Vương Tinh Việt là tài sản trước hôn nhân của Bạch Lộc, luôn dõi theo ủng hộ bảo vệ cô vô điều kiện. Bản thân Vương Tinh Việt cũng đủ idol khá thành công khi cùng công ty về Bạch Lộc và từ khi ra mắt tới nay đã hợp tác với cô qua ba tác phẩm Ngọc Nâu Xuân, Châu Sinh Như Cổ và Ninh An Như Mộng. Đặc biệt ở Ninh An Như Mộng vai diễn trường giả của Vương Tinh Việt còn là ánh trăng sáng trong lòng nữ chỉnh Khương Tuyết Ninh mạch Bạch Lộc thể hiện. Khán giả không khỏi mong đợi Bạch Lộc và Vương Tinh Việt tiếp tục hợp tác trong tương lai và lần này để anh đóng nam chính có được cái kết hạnh phúc với nữ thần của mình. Vương Đình Việt đến thật vương đào, cao 1m84, sinh năm 2002 tại Hồ Nam. Anh chàng có thành tích vượt trội, sớm đã tốt nghiệp khoa biểu diễn của Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc.